Anh em thân mến, có thể nói trong lịch sử hình thành của các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam thì lực lượng không quân là đối tượng từng bị các nước xem thường nhất. Bởi vì mãi đến ngày 3 tháng 2 năm 1964, Trung đoàn không quân đầu tiên của Việt Nam mang số hiệu 921 mới được thành lập tại Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với vốn liếng là 33 chiếc máy bay chiến đấu kiểu MiG-17 và 3 chiếc máy bay huấn luyện kiểu MiG-15 UTI. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm mà Mỹ đã đi những nước can thiệp đầu tiên vào Việt Nam. Năm 1964, Mỹ khởi động chiến dịch Mũi Tên Xuyên, bầu trời Việt Nam lập tức bị các phi công Mỹ làm chủ hoàn toàn. Không quân Mỹ đã tung vào cuộc chiến hơn 2.000 máy bay phản lực các loại, trong khi không quân nhân dân Việt Nam chỉ có trong tay chưa đến 50 chiếc tiêm kích đời cũ MiG-17. Cuộc đấu giữa không quân nhân dân Việt Nam với không quân Hoa Kỳ được ví như cuộc đấu giữa David và Goliath, tức là giữa chàng tí hon với gã khổng lồ. Và đây chính là giai đoạn không quân Việt Nam bị các nước phương Tây xem thường nhất. Vào 10 giờ 35 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1964, một ngày sau sự kiện, Mỹ dùng không quân và hải quân đánh vào Nghệ An và Quảng Ninh. 4 chiếc máy bay MiG-17 của đoàn phi công Việt Nam đã cất cánh từ sân bay Mông Tự, Trung Quốc trở về đất nước để tham chiến. Họ hạ cánh xuống sân bay vừa được xây dựng ở Nội Bài, phía bắc thủ đô Hà Nội. Ngày hôm sau, 7 đến 8 chiếc máy bay do thám Lockheed U-2 của Mỹ đã bay ngang qua sân bay này và sau đó đài BBC đã loan tin không quân Việt Nam dự định đối đầu với không quân Mỹ. Tin tức này lập tức đã làm cho nhiều người phi cười. Còn những phi công Mỹ thì cho biết họ chẳng thèm quan tâm bởi vì MiG-17 là loại tiêm kích đã hoàn toàn lạc hậu, chỉ có vận tốc dưới âm, không có radar cũng như tên lửa. Viên tướng G-Paul, chỉ huy tàu sân bay USS Constellation của Mỹ tuyên bố cuộc chiến đấu với phi công Việt Nam chỉ là trò chơi. Các máy bay trinh sát cho phép người Mỹ nắm rõ lực lượng không quân non trẻ. Một số máy bay cổ lỗ trú trong những bức tường bằng đất đắp không mái che. Thế nhưng, Mỹ không hề biết hậu quả cho hành vi gáy sớm này. Chính là họ đã tự đào hố chôn tập thể cho hàng trăm chiếc máy bay lẫn trực thăng quân sự ở Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh Vladimir Ilyin đã dành thời gian để tổng kết về cuộc đối đầu giữa không quân nhân dân Việt Nam và không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn đầu, từ tháng 4 năăm 1965 đến tháng 11 năm 1968, trên bầu trời Việt Nam đã diễn ra 268 trận không chiến. Trong các trận đó, đã có 244 chiếc máy bay Mỹ và 85 máy bay Việt Nam bị bắn rơi. Như vậy, con số máy bay Mỹ đã tổn thất nhiều hơn gấp 3 lần so với Việt Nam. Theo các số liệu của Việt Nam, nếu trong 4 tháng đầu năm 1966 đã có 11 máy bay Mỹ và 9 chiếc MiG-17 của Việt Nam bị bắn hạ trong các trận không chiến, thì từ tháng 5 tới tháng 12, khi MiG-21 chính thức tham chiến, Mỹ đã mất 47 chiếc máy bay mà chỉ hạ được 12 chiếc của Việt Nam. Tiếp đó, trong năm 1967, không quân Việt Nam đã hạ được 124 máy bay Mỹ và mất 60 chiếc MiG. Trong giai đoạn 2, năm 1972, giữa các máy bay Mỹ và Việt Nam đã có 201 trận không chiến. Trong đó, phía Việt Nam mất 54 máy bay và Mỹ mất 90 máy bay. Kết quả này cho thấy, phía Mỹ tiếp tục bị không quân Việt Nam vượt mặt về khả năng chiến đấu. Thậm chí, sau chiến tranh Việt Nam và mãi cho tới năm 2004, thì chỉ có không quân nhân dân Việt Nam là dám đối đầu và bắn rơi máy bay B-52, một loại siêu pháo đẩy bay hiện đại của không quân Hoa Kỳ bấy giờ. Trường hợp đầu tiên do phi công Vũ Đình Dạng bắn trúng B-52 vào ngày 20 tháng 11 năm 1971. Chiếc B-52 bị hư hỏng nặng, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nakhon Pathom của Thái Lan. Trường hợp thứ hai được phía Việt Nam ghi nhận là do Phạm Tuân bắn rơi tại chỗ vào ngày 27 tháng 12 năm 1972. Trường hợp thứ ba diễn ra ngay vào ngày hôm sau, 28 tháng 12 năm 1972, được ghi nhận do phi công Vũ Xuân Thiều thực hiện. Và cả ba trường hợp đó, phía Việt Nam đều sử dụng những dòng tiêm kích đời cũ là MiG-21. Anh em thân mến, có thể nói, sức mạnh của không quân Việt Nam là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, hiện nay thì theo nhiều người,
sức mạnh đó chỉ còn là quá khứ. Bởi từ sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam đã không còn được hưởng ưu đãi trong khoản mua sắm những dòng tiêm kích hiện đại. Điều đó làm cho Việt Nam bị tụt lại một khoảng thời gian trước khi trở lại đường đua trong những năm gần đây với những dòng máy bay mới được đặt từ Nga như Sukhoi Su-30. Vậy, sức mạnh của không quân Việt Nam ta hiện nay thực sự đang như thế nào? Liệu rằng có còn thiện chiến như thời kháng chiến chống Mỹ hay không? Không quân Việt Nam và những nỗ lực phi thường hậu Liên Xô sụp đổ. Trong một lần đứng trước ống kính, Tổng thống nước Nga Vladimir Putin đã nhận định rằng Liên Xô sụp đổ là thảm họa địa chính trị lớn nhất cho nước Nga trong thế kỷ 20. Thế nhưng anh em ạ, khối liên bang Xô Viết giải thể không chỉ mang lại khó khăn cho mỗi người Nga mà còn làm chao đảo nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Thời kỳ Liên Xô còn tồn tại, Liên Xô đã giúp Việt Nam rất nhiều trong việc hiện đại hóa lực lượng không quân để đối phó với mối nguy từ Trung Quốc và Khmer Đỏ. Với sự giúp đỡ của cường quốc Liên Xô, ngày 16 tháng 5 năm 1977, quân chủng không quân được thành lập, bao gồm các binh chủng không quân tiêm kích, không quân tiêm kích bom, không quân vận tải, không quân trinh sát theo mô hình của Liên Xô. Năm 1979, Việt Nam còn được Liên Xô viện trợ một số máy bay tiêm kích bom khá hiện đại Su-22M. Thời kỳ này, trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam chủ yếu là mua với giá ưu đãi từ Liên Xô và các chiến lợi phẩm được trao đổi nhằm thay thế dần số MiG-17 và MiG-19 đã quá cũ. Nhưng từ giữa thập niên 1980, do sự sụp đổ của khối Đông Âu, những ưu đãi về mua sắm trang thiết bị đã không còn, cộng với các máy bay chiến lợi phẩm không có phụ tùng thay thế do bị cấm vận. Rất nhiều máy bay bị thải loại hoặc phải cất kho do không có phụ tùng thay thế. Để duy trì hoạt động, không quân Việt Nam đành phải bấm bụng mua lại các máy bay MiG-21 hoặc Su-22 giá rẻ đã qua sử dụng từ các nước Đông Âu đang chuyển sang gia nhập khối NATO. Phải đến gần 10 năm sau, trong các năm từ 1996 đến 1998, Việt Nam mới đủ tiền nâng cấp 32 chiếc máy bay tiêm kích bom Su-22 lên chuẩn Su-22M4 một người lái và 2 chiếc máy bay huấn luyện 2 người lái lên chuẩn Su-22UM3. Tiếp tục những năm sau, Việt Nam chi tiền mua lại nhiều máy bay Su-22M4UM3 của Ba Lan và Cộng hòa Séc. Su-22M4UM3 được đánh giá là máy bay tiêm kích ném bom có tính năng kỹ thuật chiến đấu rất ưu việt, hỏa lực mạnh. Dù ngoại hình trông có vẻ lỗi thời và có sự tương đồng lớn với bộ lão MiG-21, nhưng biến thể Su-22M4 lại không già và lạc hậu, mà nó còn được đứng chung hàng với các dòng tiêm kích thế hệ 4 như Sukhoi Su-27, Mikoyan MiG-29, Grumman F-14 Tomcat. Hiện tại, Việt Nam đang có hàng trăm chiếc Su-22M4 phối hợp cùng với Su-30MK2 hiện đại nhất để giữ vai trò nhiệm vụ xương sống của lực lượng không quân nước ta trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thông số chiến đấu của Su-22M4 như sau. Máy bay có tốc độ tối đa 1.850 km/h, tầm hoạt động 2.550 km, chân bay 15.200 m. Vũ khí trang bị của Su-22M4 gồm 2 pháo 30mm NR-30 với cơ số 80 viên đạn. Các điểm treo trên cánh cho phép mang tải trọng 4.000 kg vũ khí, gồm bom, rocket, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không R-60. Su-22M4 có thể mang những vũ khí thích hợp cho nhiệm vụ diệt hạm như tên lửa không đối đất, hải dẫn đường bằng laser, quang truyền hình KH-29. KH-29 có tầm bắn tối đa 30 km với đầu đạn nặng 320 kg, có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến có lượng dặn nước lớn 10.000 tấn. Ngoài tên lửa không đối đất hải KH-29, Su-22M4 còn có thể mang theo tên lửa chống radar tầm xa KH-28. Loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 120 km, tốc độ Mach 3 và mang theo đầu đạn nặng 160 kg. Phương thức dẫn bắn của KH-28 là dùng đầu dò thụ động bám theo cánh sóng của radar của đối phương. Từ năm 1989 tới nay, những chiếc Su-22M4 vẫn đảm nhiệm vai trò chính trong nhiệm vụ bay tuần tra, bảo vệ các hải đảo ở Trường Sa. Trong khi đó,
các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại bậc nhất là Su-30 Mk2 đang được Việt Nam sắm thêm để dần thay thế Su-22 M4. Tuy nhiên, do không thể mua một lúc số lượng lớn, nên trong tương lai gần, Su-22 M4 vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Trở lại với hành trình nỗ lực hiện đại hóa không quân hậu sụp đổ của Liên Xô, thì cũng vào giữa thập niên 1990 này, bên cạnh nâng cấp lên chuẩn Su-22 M4, Trung đoàn 937 đã được tiếp nhận lô 6 chiếc máy bay Su-27 SK UBK đầu tiên từ Nga. Đây là thế hệ máy bay hiện đại nhất mà Việt Nam có vào lúc đó, được mua sắm với giá thị trường. Các máy bay này đã được bàn giao đầy đủ trong năm 1995. Sau đó, Việt Nam ký hợp đồng đặt mua thêm 6 chiếc Su-27, nâng tổng số chiến đấu cơ thế hệ 4 trong biên chế không quân Việt Nam lên con số 12. Nhưng trong những năm tiếp theo, do thiếu kinh phí, không quân Việt Nam đành tạm hài lòng với khoản nâng cấp nói trên. Bên cạnh đó, họ cố gắng kéo dài tuổi thọ của các máy bay MiG-21 và Su-22. Dù số giờ bay huấn luyện càng lúc càng giảm, cũng như số tai nạn do thiết bị cũ tăng lên. Kể từ tháng 3 năm 1999, lực lượng không quân sáp nhập với lực lượng phòng không lại thành quân chủng phòng không không quân để tinh giản và gọn nhẹ trong bộ máy quản lý phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cuối năm 1999, cơ quan quản lý vũ khí trang bị Rosruhenie của Nga đã tiến hành đàm phán để nâng cấp những chiếc Su-27 và Su-30 hiện có của Việt Nam để chúng có thể mang được tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn R-77 hay AA-12, tên lửa không đối hạm KH-31 hay AS-17 và các loại tên lửa không đối đất Vimpel KH-27 hay AS-14 và KH-59M hay AS-18. Đến những năm 2010, khi ông Tập Cận Bình lên nắm giữ chức vụ tối cao nhất tại Trung Quốc và nhà lãnh đạo này có những hành động gây hấn tại Biển Đông. Thế nên, để giảm bớt sức ép do nước láng giềng gây ra, Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh việc trang bị cho lực lượng không quân của mình nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và trong những năm 2004 đến 2012, không quân Việt Nam đã nhận được nhiều tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30 Mk2V có khả năng vừa đảm nhiệm không chiến trên không, vừa có thể thực hiện các cuộc không kích trên biển hoặc trên mặt đất. Tuy các máy bay Su-30 đang nằm chủ yếu tại Trung đoàn tiêm kích 935 tại Biên Hòa, nhưng hiện nay, một số máy bay Su-30 cũng được biên chế cho Trung đoàn tiêm kích bom 923 tại Thọ Xuân. Hiện nay, Việt Nam đang có kế hoạch mua thêm nhiều máy bay Sukhoi Su-30 nhằm tăng thêm sức mạnh bù đắp cho các máy bay Su-22 đang dần lỗi thời trong nhiệm vụ ném bom cường kích. Như vậy, bên cạnh Su-22 M4, Việt Nam hiện nay đang có hai dòng máy bay chiến đấu chủ lực khác là Su-27 SK UBK và Su-30 Mk2V. Về Su-27 SK UBK, đây là một loại tiêm kích thế hệ 4 có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m, trọng lượng cất cánh tối đa 23 tấn với sức mang 8 tấn vũ khí. Phiên bản Su-27 SK là phiên bản chiến đấu một chỗ ngồi với số lượng 7 chiếc có trong biên chế. Trong khi Su-27 UBK là phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi, Việt Nam mua với số lượng 5 chiếc. Nhưng chúng ta đã mất một chiếc Su-27 SK số hiệu 6007 vào năm 1998 và một máy bay Su-27 SK cháy động cơ hoàn toàn số hiệu 6005 do chim bay vào động cơ. Su-27 sử dụng hai động cơ tơ bin phản lực AL-31F cho phép máy bay đạt vận tốc tối đa Mach 2.35, chân bay tối đa 18,5 km, vận tốc leo cao 325 m/s. Máy bay cũng có tầm bay tối đa 1.340 km trên biển và lên đến 3.530 km trên đất liền hoặc ở độ cao lớn. Với trang bị radar N001 MX, Su-27 có thể cùng lúc theo dõi 10 mục tiêu bay và đồng thời tấn công 2 mục tiêu, với tầm phát hiện tới 80 km ở bán cầu trước và từ 30 cho tới 40 km ở bán cầu sau đối với mục tiêu có bề mặt tán xạ radar 3m². Mặc dù đã qua một thời gian dài sử dụng, ước chừng 28 năm, nhưng các máy bay Su-27 của Không quân Việt Nam vừa được nâng cấp ở cả nhà máy A-32 trong nước vào năm 2019 cũng như ở nước ngoài, mà cụ thể là ở Belarus.
Su-27 sau giai đoạn nâng cấp này đã trở lại biên chế và tiếp tục thể hiện sức mạnh chiến đấu vượt trội, đủ khả năng sát cánh cùng những chiến đấu cơ Su-30 MK2 thêm một thời gian nữa để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Sau cùng là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Việt Nam, Su-30 MK2. Đây quả thực là niềm tự hào của Việt Nam trong giai đoạn hậu Xô Viết, bởi sau khi nhận đủ 36 chiếc Su-30 MK2, Việt Nam đã chính thức vượt qua Singapore để trở thành quốc gia có nhiều máy bay chiến đấu hạng nặng nhất khu vực Đông Nam Á. Thực chất, Su-30 được phát triển trên nền tảng của các máy bay tiêm kích Su-27, nhưng với tầm bay được mở rộng nhờ khả năng tiếp dầu trên không và khả năng mang cũng như sử dụng các tổ hợp vũ khí tiến công mặt đất có điều khiển chính xác từ tầm xa. Theo đó, máy bay có thể mang theo hơn 5 tấn nhiên liệu trong các thùng chứa, không tính nhiên liệu trong các thùng chứa phụ, có khả năng thực hiện liên tục nhiệm vụ khoảng từ 4,5 giờ trong phạm vi 3.000 km. Vũ khí chủ lực của máy bay tiêm kích Su-30 MK2 là các tên lửa không đối không R-77, tên lửa không đối đất KH-59 cùng cặp đôi tên lửa không đối hạm là KH-31 và KH-59MK. Trong đó, tên lửa R-77 được dẫn đường bằng radar chủ động cực kỳ hiện đại do công ty Vinpearl phát triển, trang bị cho Không quân Nga từ năm 1994. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu từ mọi góc độ trong các điều kiện thời tiết bất lợi như môi trường bức xạ nhiệt và nhiễu điện từ cao, theo nguyên tắc bắn và quên, sử dụng dẫn đạn đa kênh. R-77 có thể hạ gục các mục tiêu phương tiện bay có tốc độ lên đến 3.600 km/h trên độ cao từ 20 cho tới 25 km. Còn tên lửa không đối đất KH-59 có thể được phóng từ độ cao thấp 100m và bay ở độ cao xác định từ 50 cho đến 1.000m, được dẫn hướng bằng hệ thống điều khiển tự động và cao kế vô tuyến. KH-59 có vận tốc từ 600 cho tới 1.000 km/h, độ lệch mục tiêu từ 2 đến 3m. Và cuối cùng là tên lửa không đối hạm KH-59MK được trang bị đầu dò radar chủ động ARGS-59 có tầm bắn đạt 115 đến 285 km, nhờ được trang bị máy gia tốc nhiên liệu. Tuy chỉ đạt tốc độ cận âm, nhưng uy lực công phá của tên lửa KH-59 rất mạnh mẽ với đầu đạn nặng 320 kg. Theo các chuyên gia của Nga, xác suất bắn trúng một tàu tuần dương, tàu khu trục của KH-59 đạt từ 90 cho tới 96%, đối với các tàu, thuyền nhỏ đạt 70 cho tới 93%. Đặc biệt, bản thân Su-30 MK2 còn được trang bị radar hiện đại có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu mạnh lên đến 15 mục tiêu trên không, trong khi có thể đồng thời tấn công 4 mục tiêu trong số đó. Tiếp đó là được trang bị 2 động cơ AL-31FP có lực đẩy lên tới 12 tấn. Điểm đặc biệt là loại động cơ này có khả năng điều chỉnh luồng phụt giúp máy bay cơ động hơn trong các tình huống. Su-30 MK2 có thể đạt vận tốc Mach 2, tương đương tốc độ 1.350 km/h tại độ cao thấp và vận tốc leo cao là 230 m/s. Đây là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư có khả năng cơ động và tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất thế giới hiện nay. Và với tốc độ như vậy, nên khi cần giảm tốc để hạ cánh tại đường băng, Su-30 MK2 sử dụng dù hãm. Dù này sẽ được cắt tự động ở cuối đường băng và được thu hồi để tái sử dụng. Có thể nói, với tốc độ cao, khả năng bay linh hoạt và vũ khí mạnh, Su-30 MK2 sẽ có thể được dùng theo kiểu xốc thẳng vào đội hình của đối phương để gây hỗn loạn, thực hiện các đợt không chiến tầm gần sở trường để tiêu diệt các tiêm kích khác hoặc phóng tên lửa không đối không tầm xa K-100 có tầm bắn 300 km để tiêu diệt máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc hải chiến. Máy bay chỉ huy đóng vai trò là radar chỉ huy cho đội hình, cho nên nếu nó bị tiêu diệt cũng đồng nghĩa với đội hình tác chiến gần như mù tịt, từ đó dễ dàng vô hiệu hóa một phần khả năng tấn công của địch. Và Su-30 MK2 của Việt Nam được thiết kế và huấn luyện để làm nhiệm vụ như vậy. Chính vì vậy, với Kilo dưới lòng biển và Su-MK2 trên bầu trời, Việt Nam đang ấp ủ ý định trở thành thế lực mạnh mẽ nhất tại Biển Đông. Cũng cần nhắc lại rằng, các máy bay Su-30 MK2 mà Việt Nam mua là các tiêm kích chuyên về chiến đấu trên biển, phạm vi hành trình lên tới 3.000 km,
có thể mang theo các loại tên lửa đối không, đối hạm, đối đất, chống radar và bom có điều khiển. Những yếu tố đảm bảo cho khả năng đánh chặn, kiểm soát không phận, tác chiến biển, tấn công mặt đất toàn diện. Ngoài những máy bay chiến đấu kể trên, hiện tại còn có thông tin Việt Nam đang quan tâm đến chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ. Cùng với đó là vận tải cơ C-130G Super Hercules của tập đoàn Lockheed Martin để bù đắp cho phi đội AN-26 đã nghỉ hưu. Ngoài ra, để đảm bảo không quân còn có thể tham gia hỗ trợ cho bộ binh nếu chiến tranh trên bộ nổ ra, cũng như hỗ trợ hỏa lực chống tăng và những điểm tập trung xe thiết giáp địch. Từ năm 2016, Việt Nam đã bắt đầu đẩy mạnh chính sách lưỡng dụng cho lực lượng trực thăng. Cụ thể, Tổng công ty trực thăng Việt Nam hiện có trong biên chế 25 máy bay trực thăng rất hiện đại. Khi chiến tranh nổ ra, 25 chiếc trực thăng sẽ lập tức trở thành hai trung đoàn không quân chiến đấu. Đáng nói, phi đội trực thăng hỗn hợp trên gồm rất nhiều chủng loại do châu Âu và Nga sản xuất. Trong đó, có những dòng phi cơ lên thẳng được đánh giá tối tân bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại như AVK-189 do USA Westland sản xuất, Super Puma AS-332L2, EC-225 của Eurocopter hay Mi-17-1V, Mi-172 mua từ Nga. Hiện tại, chúng đều đang được khai thác cho mục đích thương mại, nhưng khi cần thiết, các máy bay trực thăng trên hoàn toàn đủ khả năng lắp đặt bổ sung vũ khí để triển khai trong các nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt là những dòng trực thăng do Nga sản xuất như Mi-17-1V. Tương tự như vậy, với các loại trực thăng châu Âu, EC-225 hay EC-155B1 chính là bản dân sự của EC-725 Super Cougar và AS-565 Panther, hay thậm chí AVK-189 cũng đã có biến thể quân sự là AVK-149. Tuy rằng, bổ sung thêm chức năng hoàn chỉnh để trở thành một đội trực thăng chiến đấu là công việc khá phức tạp, ví dụ như phải tích hợp radar, phần mềm điều khiển, thiết bị dẫn bắn cho tên lửa. Thế nhưng, vẫn không phải là điều vượt quá tầm tay của Việt Nam. Đây chính là đường lối ngụ binh ư nông mà Việt Nam đang thừa hưởng từ thế hệ cha ông. Chúng ta vẫn duy trì hoạt động trong một đội quân, nhưng dưới dạng sản xuất kinh doanh, vượt qua đó để huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giúp giảm bớt áp lực lên ngân sách quốc phòng để tập trung hiện đại hóa những lực lượng nòng cốt nhất. Như vậy, anh em có thể thấy, sau bao nhiêu năm vất vả thăng trầm, không quân Việt Nam đã vươn mình trở lại thành thế lực đáng gờm nhất nhì tại Đông Nam Á. Với dàn trang bị hiện đại và đang tiếp tục được nâng cấp cùng với kinh nghiệm vốn có từ thời chiến tranh, sự thiện chiến của không quân Việt Nam vẫn đang tạo thành một đối trọng với không quân Trung Quốc ngay trong khu vực này. Và tất cả những thành quả trên đều là bằng chứng cho tinh thần quyết chiến, quyết tử, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của quân đội nhân dân Việt Nam.